Hả? Ai? Ai? Hả? Cái này đấu xé trước khi ra sân bay nha quý vị. Âu. Sao mà nghe bệnh bệnh dữ vậy? Hả? À, đấu xé trước khi ra sân bay này đó. Coi. Ừ. Mình là đi nice nha. Nha. À, tôi không có tham gia đâu nha. Coi. Rồi quý vị ơi, mình đã hoàn thành cái buổi tiệc của tối hôm qua. Sáng hôm nay thì mình đã bận rộn làm hết cái mấy cái thùng này. Không, mình có một số mình đã làm hôm qua. Và bữa đây sáng mình đã hoàn thành cái thùng. Đây, bận đi làm sao bận vậy Trang vậy luôn. Yes. Này là mẹ chịu view trước khi về Mỹ nha các bạn. Đó, trước khi lên máy bay, trước khi lên máy bay là mẹ quất nguyên miếng gừng sống vô bụng. Ra ra bụng. Hai ngày nay là mẹ không có ăn uống gì hết trơn á, bụng linh bình. Không mà công nhận vừa ăn vô là đau bụng liền luôn á. Dạ. Yeah. Ăn cái gì? Từ tối tới giờ. Còn mẹ là bị 2-3 ngày nay rồi. Bởi cái buổi tiệc chia tay hôm qua nó rất là ổn quý vị. Không, nó rất là ổn. Bây giờ mình là đi 2 lần. Mình cũng đi 2 lần. À đúng rồi à, hả? Con mẹ là non stop. Trời ơi, đường sống ăn dữ với mẹ đó. Mẹ đỏ mà. Bụng mẹ bim bim đau dữ lắm. À, nhưng mà mẹ đã đau bụng trước khi ăn ăn tiệc. Nói chung là từ lúc về tới giờ là mẹ không ăn uống gì được á, đau bụng hoài. Yep. Đem thuốc về như là uống hết chân thuốc luôn. Yeah. Không đủ nó phải mua thuốc Việt Nam uống thêm. Yeah. Còn đứa em gái bà con mình á, trong cái clip vừa trước mình để đó, bé Lan á, thì đi về đây chơi là cũng dữ lắm, về bển hả tắt tiếng luôn, coi như là bị bể tiếng luôn, không coi như gọi là viêm cổ họng luôn á, nói chuyện không được luôn á. Yeah. Con yeah. Thì con bị viêm viêm cái bụng, nãy ăn tô bún bò vô cũng viêm viêm nãy. Nè ăn đi. Quán được hả? Nha ấm bụng á, chắc cay dữ lắm á. Ấm bụng. Good. Anh kế luôn không? Không, anh có thuốc đàng hoàng vậy. Nhưng mà coi như là mấy cái thuốc anh có, mẹ đã uống không có được. Không có được cho nên cái này mẹ mà thay uống nó dễ uống hơn. Nha thì nó cay lắm. Thấy nó cay rồi. Không mà nó ấm ruột mình đỡ lắm. Đúng rồi. Vô thấy nó ấm ruột liền luôn. Dạ. Nắm là cổ ấm ruột mình cho con bị được. Còn như có lý lắm mới đủ. Cái này gọi là gì? Đọc lạ trước khi lên cái bài mà ăn gừng. Chuyện lạ. Sáng uống ấm ruột lắm. Sáng giờ mình đói đâu có dám ăn uống gì đâu. Phải đói quá mới đi ăn miếng. Dạ. Tại sao bị chọt bụng. Trời đất ơi. Kích. Anh không ăn gì thôi sao sức lên kia 10 cái thùng á. Không sao hết trơn vậy. Anh ăn á anh mới khinh được, không ăn anh mới ghen được vậy. Anh mà ăn là coi như là bắn pháo bông bị bình bình là coi như là hết ghen luôn á vậy. Giờ xuống dưới nóng quá phải không? Kiếm đi, giờ chị lấy mặt đi. Rồi, chuẩn bị lên đường. Nhà mình chuẩn bị đi ra sân bay. Đó. Quay toàn cảnh. Mẹ kiếm gì mẹ? Rồi đó, thùng của mình. Chuẩn bị về xúc tiết. Một trận bão tuyết đang chờ đón. Mặc bộ đồ này lên mất công bị. Chân té. Rồi, chuẩn bị lên đường thôi. Tạm biệt Việt Nam. Đi có 2 tuần à, nhắm con mắt là tới ngày về rồi. Nhanh quá trời nhanh luôn. Chừng té nha con, méo qua đúng rồi đó. Đẩy đúng rồi đó Thỏ. Thỏ giỏi quá. Nào Bia nè, con về Việt Nam chơi nữa không? Yes. Chúc Linh Việt Nam chơi nữa không?
Không. Đó, sao đó ý lẹ vậy? Có nhớ trường té, có trường té nha. Rồi, mình đã thuê một chiếc xe lớn để chở thùng và chở người ra sân bay. Tại vì chiếc xe của cậu thì sẽ không có chở hết, mà đi hai chuyến thì rất là lâu. Đó. Không lên trước đó. Em đây, không lên trước nha. Thùng, vali, người. Mấy gì phụ mình khiên thùng. Giúp. Ôm đi. Hai em sắp chia tay rồi. Bây giờ mình đã tới Tân Sơn Nhất, ga quốc tế. Trong gia đình mình thì có bao nhiêu đây đồ đạc, có ông cậu và đón đưa mẹ đi ha, Sơn Huỳnh Diệu Thúc, và còn nhiều mỡ cậu muốn đi ra đây lắm nhưng mà không có đi được, bởi vì mình nói ra đây rồi mình cũng sợ lu bu mình vô, cho nên mình sao không có ở bên này, nên mình chỉ có cậu này thôi. Gia đình mình đã tới đây sớm nên còn ngồi ở ngoài đợi cho tới giờ, ở trong đó cho mình vô thì mình mới vô. Ở ngoài đây thì mình nhận thấy là có rất là nhiều người ở ngoài này để đưa đón, đây đưa thôi à, không có đón. Em ở trong đây một mình chạy tới chạy lui ở đây biết bao nhiêu vòng rồi, anh bắt mình quay phim cho em đó quý vị. Mình ra đây cũng rất là sớm để phòng mấy cái trường hợp xảy ra không cần thiết. Những cái hành lý mình đang đem nó hơi nhiều nên mình ra sớm, và mình trở thành một người đầu tiên đứng sắp hàng luôn. Rồi, xin chào quý vị. So close to Vietnam, Dada. Yes, em ấy từ
cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi, tới bây giờ hầu như chưa có ngưng trên 5 phút. Em ấy nói chuyện nãy giờ chưa có ngưng trên 5 phút bây giờ nha. Đây. Chờ chú Linh cho bà cô chú biết chú Linh đang đi đâu. Đi về đâu? Đi về Boston. Đi về Boston đúng rồi đó. Yes. Rồi. Rồi xin chào quý vị, mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất nhưng mà trên chuyến bay của Japan Airlines đi về lại Boston, bầu trời Boston đó quý vị. Yes. Ba có thuốc cho con uống không? Con đang đau cổ. Con nói nhiều quá đó, con uống nước đi. Đó, một chút xíu nữa cho con uống thuốc. Bây giờ con uống thuốc một chút nữa cái con ngủ con đờ người lắm. Nha, được không? Wait, chịu không? Trời, em nói đến nỗi mà coi như đa số người ta coi như là nhìn em ta cười thôi. Đâu? Yeah. Mai cô giáo. Ừ. Con muốn làm không? Con làm nữa đi, con làm lại đi. Con giận rồi hả? Chú Linh tới đây, chú Linh gặp nguyên cả cái lá cờ bự tổ bố nằm ở trên á quý vị, cái lá cờ Mỹ bự tổ bố nằm chính giữa. Chú Linh đứng chính giữa, chú Linh đọc cái bảng mà ở trong trường dạy đó. Bảng gì? Cái đó là gì? So, what is that thing you do again? Say it. I pledge the legend gì đó, phải không? Chú Linh đứng nữa, giữa đường, chú Linh đọc. Xong rồi bà ngoại đâu có biết đâu, chú Linh làm gì đâu, bà ngoại kêu chú Linh đi. Chú Linh nói chú Linh giận rồi, không đọc nữa. Come on, catch up with mommy, come on, go. Lẹ lên chú Linh. Rồi, gia đình mình đã tới Mỹ và đã gửi hết tất cả hành lý vô chuyến máy bay cuối cùng rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ tới cái ghế mà mình chờ đợi máy bay. Buffer tơi tả te tua. Rồi, xin chào quý vị. Đây mình không biết mình nói lớn tiếng cỡ nào được nữa. Nhưng mà rất là ồn ở phi trường của Chicago. Ha, này O'Hare Airport. Đây là một ở đó. O'Hare Airport International Airport. Thì đây là một trong những phi trường lớn nhất của nước Mỹ. Rất là lớn, đi có thể lạc ở trong đây nếu mà mình coi như không có rành á, mình đã sẽ đi lạc. Hồi nãy tại chân thiết bị đau á, không biết sao về bển, sao giờ qua đây cái chân nó bị nở hay sao, mang đâu vậy cho cứng. Đi không được, nó bị đau. Giờ đi người nở luôn hay gì? Giờ đi không có bao nhiêu hết trơn mà giờ nói vậy giờ. Ồ, không biết đâu, giờ chân nó hay là sao không hiểu. Hiện tại mình đang ở Chicago, bay từ Việt Nam qua Nhật. Từ Nhật tới Chicago và từ Chicago sẽ về Boston. Thì quay từ lúc mình bay từ Việt Nam qua Nhật á là có mấy tiếng thôi, mình phải đợi thêm khoảng 2-3 tiếng gì nữa đó. Xong rồi mới bay về Chicago là mười mấy tiếng á, là cái chuyến đó là tiếng nặng nhất. Đúng rồi. Đó, mười mấy tiếng ngồi là coi như thoát được cái chuyến đó là khỏe rồi đó. Lên máy bay là chúc Linh ăn với ngủ thôi, nói chung có một cái đi, em đi toilet hơi bị nhiều. Đuối cạn với em luôn. Nó không có khóc, nó không có la lối em sợ. Rất là giỏi luôn. Nó coi như là chơi dữ lắm. Chơi dữ lắm. Ngủ nằm ngủ vậy đó. Đó. Rồi xong về đây, về tới Chicago giờ mình phải đợi khoảng thêm 3 tiếng nữa bắt đầu mình mới bay về Boston. Thì mình về Boston đây chắc cũng cỡ 3-4 giờ chiều á, là theo dự tính. Ủa mà tí xí nha bưởi. Chuyến bay này tu có bị trễ nãy giờ chuyến bay nha bưởi, đừng lo thừa nha bưởi. Là sao không hiểu? Kỳ đó thừa hô đi với em, đi Việt Nam với em bị hủy chuyến bay. Đừng nói sớm dạ, đừng nói sớm mình còn mấy tiếng nữa đó dạ. Trời ơi, trời ơi. Rồi. Không có đâu. Ơi. Đúng rồi ha, mình cũng quên cái vụ này nữa ha, còn mấy tiếng nữa đó nha. Ơi, đừng có nói nhiều. Tại vì anh hên á. Cho nên vợ ké cái hên của anh thôi dạ. Ké cái hên của anh đó, may mắn của anh đó dạ. Ai cũng bơ phờ te tua hết trơn. Tóm lại ai đi bên cạnh Mr. Đạt cũng đều may mắn hết trơn quá vậy. Nhớ tôi nha. Lại. Nhớ nha mấy em. Ừ, nhớ nha. Nghe và xúc động. Dạ, xin hai cái bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú, hôm nay chúc lên đi ăn. Ăn gì? Đi ăn gì? Look at my tongue is red. Okay. Uống gì đó lần. Okay. Gatorade. Rồi quý vị, mình đang ở phi trường của Chicago.
không, cái ghế mà mình cần phải lên là cái ghế số 8 đó, nhưng mà hiện giờ chưa có chiếc máy bay tới, mà còn 20 phút nữa là người ta cho lên máy bay. Thì mình thấy có chiếc máy bay American Airlines đang đi về phía kia đó, mình đoán là nó sẽ tới, nó đậu ở ngay chỗ cái K8 đó, tức là K số 8, đoán là như vậy. À, một chút mình hoành về chỗ đó. Thì qua phía bên này K6 có chiếc máy bay đậu như thế này nè. Đó là loại máy bay mình sẽ đi từ cái Chicago Airport này cho tới Boston. Đây, chắc chắn là chiếc máy bay đó rồi. Hồi nãy mình thấy nó đi từ phía ngoài vô. Đây là chiếc máy bay. Từ bên bên Việt Nam mình sang Nhật, và từ Nhật sang Mỹ, thì chiếc máy bay bự hơn cái này của Japan Airlines, chiếc bay bự hơn cái này. Wow. Rồi xa xa ở phía bên kia, mình đứng ở cái góc cạnh này thì mình không có thấy được rõ nhiều vì mấy cái cầu thang màu vàng này nó che. Nhưng mà ở ngoài đó thì chiếc máy bay đó mới vừa xuống, thì hành lý ở trong máy bay đó được đưa ra nè. Ok, được đưa ra xong rồi, những người khách ở trong máy bay đó cũng đã đi ra rồi. Thì mấy cái hành lý đó ra xong rồi là hành lý của mình từ bên Japan á đã được nằm trong một trong những chiếc xe vòng vòng ở đó rồi, thì bắt đầu họ sẽ đưa hành lý của mình vô trong máy bay đó. Còn thì mình sẽ nhận hành lý của mình ở tại Boston. Nhìn vô có nó mỏ kìa. Uống lại nè. Nhiều không? Không uống như vậy, uống như cái miệng xấu chứ lắm. Cái này như cái miệng nó lúc nào cũng đỏ lồm hết. Uống kì. Thiên đổ đó. Yêu nó miếng không trong đó lời. Wait, can I see? No. Let me say. No. See for the exit doors in the back. Take a moment to locate the nearest one. And keep in mind, it may be behind you. Have evacuation slides to use in the unlikely event of an emergency. Daddy, when directed to exit, my tongue is not red anymore. And move away from the airplane. In a water, the eyes red, but now it's pink. Are located in marked ceiling compartments. All exits are clearly marked with signs and opening instructions. Hello, Daddy.
Rồi bây giờ 3 giờ chiều bây giờ Boston ngày chủ nhật, mình đã tới sân bay nhà Logan Airport rồi quý vị, và bé Trúc Linh đã te tour được hết rồi. Giờ mình trên đường đi tới chỗ lấy hành lý. Hey, let's go, let's go. Rồi đứa đó. Rồi ai có con nhỏ giống như mình thì mua cái luggage đó rất là lý tưởng luôn quý vị, rất là tốt. Nó rất là mắc nha, cái đó 70 mấy 80 đồng bạc cái luggage đó, nhưng mà sẽ làm cho mấy đứa trẻ rất là thích, và nó ngồi trên đó nó đẩy nó đi chơi nó rất là khỏe cho mình. Mình không có bồng nó hoài, một cái luggage rất là tiện cho mình luôn. Hả, đi xuống Bethlehem á? Bethlehem. Yeah, where's the back clamps? Rồi thôi, xin cảm ơn tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family, và mến chúc quý anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.